Ninh Thuận, nơi bốn mùa lộng gió và ngập tràn ánh nắng, nơi giao hòa giữa rừng và biển, nơi có hệ sinh thái rừng lùng khô hạn độc nhất Đông Nam Á, nơi có bãi biển đẹp nhất Việt Nam, nơi có vùng nước trồi hiếm hoi trên thế giới với nguồn hải sản phong phú dồi dào, nơi có những loại cây trồng vật nuôi đặc thù đã trở thành thương hiệu, nơi lưu giữ những sắc màu văn hóa rực rỡ đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Chăm, Sắc Lai. Hội tụ những giá trị khác biệt, Ninh Thuận là miền đất đầy thú vị và đặc sắc với những nét đặc trưng có một không hai. Lãng du qua miền Sa Thảo để đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên và không gian văn hóa độc đáo. Cùng những người làm phim khám phá hồn đất, hồn người, mộc mạc, ấm áp và giàu ý chí và khát vọng vươn lên. Hiểu thêm về xứ cực Nam Trung Bộ, miền đất thân thương, nơi cửa ngõ ra Bắc vào Nam. Tất cả những nét đặc trưng, đặc sắc có 102 sẽ có trong series ký sự Ninh Thuận miền đất hội tụ những giá trị khác biệt. Ninh Thuận có địa hình đặc trưng với ba hướng là núi bao bọc, trước mặt là biển, tạo ra vùng lòng chảo. Sự kết hợp các yếu tố này tạo nên một Ninh Thuận có hình thái thời tiết khô nóng đặc trưng. Đi dần về phía nam, các dãy núi tiến dần ra biển, thời tiết càng oi bức, tạo ra các vùng bán sa mạc. Tập phim về miền Sa Thảo không chỉ giới thiệu nét kỳ vĩ, độc đáo, riêng có của cát, mà cả những con người chân chất, kiên trì, xua dần màu cát cháy. An Hải, huyện Ninh Phước, được xem là điểm đầu của miền Sa Thảo. Những luồng cát trắng bắt đầu xuất hiện và trải dài. Nhưng điều kỳ thú chưa dừng lại ở đây. Con sông Lu chia An Hải thành hai nửa riêng biệt. Bờ bắc sông Lu là vùng An Thạnh, đất đai trù phú. Nhưng sang bờ nam sông Lu, cát bắt đầu xuất hiện và kéo dài đến tận bờ biển. Đường đi của cát từ bờ nam sông Lu tiến ra biển. Đến khoảng giữa thì cát ùn lên, kéo dài và người dân ở đây gọi là đồi cát Nam Cương. Đồi cát Nam Cương hội tụ đầy đủ các yếu tố đặc trưng của vùng Sa Thảo. Những đồi cát dài nối tiếp nhau nhấp nhô như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của thiên nhiên. Bề mặt là những hạt cát mịn màng. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn cát đi, tạo thành những dãy sóng cát đều tấp. Mùa bất đến, gió càng lúc càng mạnh nên cát cứ di chuyển biến thiên trong ngày. Đến đây mọi người như đắm chìm trong gió cát vô tận, cảm nhận được sự kỳ bí, hùng vĩ của thiên nhiên giữa không gian mênh mông cát trắng. Tôi rất ngạc nhiên vì ở đây lại có những đồi cát trải dài như là hoang mạc. Nó làm cho tôi nhớ về quê hương của tôi, một vùng sa mạc mênh mông. Nhưng kỳ lạ ở đây, hoang mạc này lại nằm sát biển, có gió mát mẻ hơn. Nó không nóng gay gắt như quê hương của tôi. Du khách mê đắm với cảnh sắc của đồi cát, thả hồn vào miền Sa Thảo để cảm nhận vẻ bình yên nhưng hùng vĩ của cát. Thế nhưng vẫn còn nhiều câu chuyện thi vị về những con người chinh phục vùng cát mà mọi người đang chờ để khám phá. Làng Chăm Tuấn Tú nằm dưới chân đồi cát Nam Cương. Màu trắng của cát phủ trắng cả ngôi làng. Theo những bậc trưởng lão ở làng Chăm Tuấn Tú, tên làng ngắn gọn nhưng đã lột tả hết sự khắc nghiệt của vùng đất này. Lai Cà Tô, tức là vùng mà rất là ít người đó. Ở cuối cái sông Cái, tức là cuối kinh, cho nên khi trời mưa, nước dồn từ trên xuống là bị ngập lụt.
Thứ hai nữa là cái vùng Tuấn Tú là nó có toàn là cát không, không có mưa, hưởng gió hòa mà. Cho nên tức là ở đây là nắng và gió là chính là ở nơi Tuấn Tú này. Tuấn Tú là ngôi làng nằm trên cát. Bởi vì diện tích tự nhiên của làng 480 hectare, thì có đến 430 hectare là cát trắng. Có lẽ được trui rèn trong nắng và gió, nên con người ở đây luôn rắn rỏi, hào sảng, không chùn bước trước thiên nhiên. Ông Lỗ Trung Tài, một người chăm ở làng Tuấn Tú, đã gắn chặt gần trọn cuộc đời với cát. Chạm chân vào cát dưới cái nắng chói chang đã đưa ông về với ký ức thời trai trẻ với bao nỗi khó khăn, vất vả. Ông nói, thời đó cả làng chỉ trông chờ vào mùa mưa mới có thể sản xuất và cũng chỉ có cây đậu phộng, khoai lang mới trụ được ở vùng đất này. Người chăm đã chọn vùng đất này để lập làng như muốn thử thách con cháu phải thuần phục thiên nhiên như loài xương rồng vẫn vươn lên trên đồi cát. Khó khăn, vất vả, nhưng chưa một ai than vãn từ bỏ vùng cát để tha hương. Vùng này là vùng sa mạc hóa 100% luôn. Bà con nông dân ở đây thì làm tức là một năm một vụ thôi. Một là trồng khoai lang với lại trồng cái dưa lấy hạt. Người dân không bao giờ mà bỏ cái đất này, bỏ cái xứ này mà đi làm nơi khác. Ý chí và sức người cũng thuần phục được thiên nhiên. Sống trên cát nên người dân ở thôn Tuấn Tú luôn suy nghĩ, trăn trở, tìm nguồn nước để chủ động sản xuất. Thời gian bào mòn lỗ ra màu gạch đỏ âu trên cái giếng xưa trong vườn nhà ông Kiều Minh Tiến. Cách đây hơn 40 năm, ông đã bỏ ra hơn 2 cây vàng để đào giếng nước, lấy nước tưới cho 2 sào đất cát trồng màu. Cái giếng như minh chứng cho sức sống mãnh liệt trên vùng cát. Dòng nước mát từ cái giếng khơi này đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình ông. Mình ở đây, sống trên đất cát mà, mình phải coi như là phát triển, mình phải phát huy để làm thế chứ. Để kiếm sống thì đâu có cái đất nào khác nữa đâu. Cho nên là thì mình phải đào giếng, rồi mình chạy nước theo cái sản xuất, theo cái vụ mùa mình làm. Cát trắng cộng với cái nắng gay gắt là thách thức sinh tồn của hầu hết các loài cây trồng. Nhưng cát trắng lại thuần phục cây măng tây. Từ năm 2009, loại sâu vu này được trồng thử nghiệm ở làng Tuấn Tú. Mối lương duyên giữa cát trắng với cây măng tây đã làm thay đổi cuộc sống của người dân. Giờ đây người chăm Tuấn Tú thường đùa nhau, làng giờ không còn cát bay nữa vì măng tây đã phủ kín. Ở Tuấn Tú này từ ngày trồng măng tây là Tuấn Tú ai cũng là coi như là phát triển hết. Đời sống cứ chông chênh, cái nghèo cứ lẩn quẩn trên vùng cát. Đây là nỗi lo chung của người dân làng Tuấn Tú. Cần mẫn đổ mồ hôi trên 6 sào đậu phộng mà vẫn không đủ ăn. Rồi chị Kiều Thị Hu chuyển 2 sào sang trồng măng tây. Và thu nhập từ trồng cây măng tây đã giúp chị xây được căn nhà mới. Cuộc sống gia đình cũng vơi đi nhọc nhằn. Em trồng măng mà mấy năm nay em được kinh tế em được hơi có ăn chút đỉnh. Được nuôi con đi học đại học bình thường giống như người ta. Hồi đó chưa trồng măng tây nhảm khổ lắm. Ông Trần Khánh Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Hải nói rằng địa phương rất trắc trở nhưng bài toán thoát nghèo trên vùng đất cát vẫn là ẩn số. Cho đến khi cây măng tây được đưa đến và phủ kín vùng cát. Diện tích cây măng tây ở Tuấn Tú tăng lên, đồng nghĩa số hộ nghèo ở địa phương cũng giảm dần. Không có cây măng tây, cái khu vực này nó rất là khó khăn. Đặc biệt là cái đời sống của bà con. Không có cái cây gì để thoát nghèo nhanh mà cái cây măng tây mà nó bền vững. Hộ nghèo của Tuấn Tú thì còn có 5 hộ, 0.99%. Và hộ cận nghèo, 11 hộ. Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, trước mặt là biển, sau lưng là các dãy núi kéo dài đến biển Cà Ná, gọi là mũi Sừng Trâu. Ở đây lượng mưa rất ít, nên xã Phước Dinh như nằm trong lòng chảo cát. Ở tuổi xưa nay hiếm như ông Trần Văn Tám, ở thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, sống trọn đời với cát. Ông nói không phải làm vì lo toan cho cuộc sống,
mà ông làm không thể thiếu hương vị mặn mòi, rát bỏng của cát. Cuộc sống đã hết khó khăn, ký ức về một thời lam lũ trên cát đã vùi sâu trong tâm thức. Nhưng khi đặt chân lên cát, ký ức lại ùa về. Ông nói những người lớn tuổi ở làng này đôi vai đều chai sần vì phải gánh gồng cuộc sống trong chênh trên cát. Nhiều ghê lắm. Mà nó bò cày thôi, chứ không có nước non ráo. Bò cày à, chờ phải mưa xuống là có nước rồi tía, mà không mưa thì để chờ mưa miết thôi. Chờ mưa miết rồi không có mưa là mình ngồi đó ngó luôn à. Thì nước đầu tứ tứ. Rải mấy, gần nữa rồi. Ngày nào cũng phải tứ, không nghỉ. Nếu mà còn chạy thì nó còn ướt hết, chạy thì nó khô à. Két không à, nó rút nhanh lắm. Sống trên cát, buộc người dân ở đây phải thích nghi. Những ao nổi được lót bạc nhựa để trữ nước, áp dụng tưới tiết kiệm, chắc chiêu từng giọt nước để làm nông nghiệp. Trên cùng mảnh vườn, cây mạo được trồng xen canh với cây ăn trái. Đây là cách người dân tận dụng tối đa từng giọt nước để tăng hiệu quả sản xuất. Ông người đó là ăn nước ký thì ông lấy cái đây nè. Nó phun lên đó là cái chỗ nào mà cây lớn thì cây lớn, còn chỗ nào mà cây nhỏ thì cái nó theo cái nước nó đi. Mình lọ cái nước á, chứ nó phun lên không có cây nó phí nước làm sao. Từ khi tuyến đường ven biển được hoàn thành, vùng cát Phước Dinh như được đánh thức. Những cồn cát ven biển có thể bắt gặp đâu đó trên mảnh đất hình chữ S. Nhưng cồn cát ven biển Phước Dinh thì có sự khác biệt. Những cồn cát ở đây cứ nhấp nhô, nối tiếp nhau, xen kẽ là các ốc đảo nhỏ với hồ nước xanh như ngọc. Gió làm cho đồi cát thay đổi hình dạng liên tục. Đây là địa hình lý tưởng để tổ chức các loại hình thể thao mạo hiểm. Và nơi đây là nơi duy nhất của Việt Nam tổ chức giải đua xe ô tô, mô tô trên cát. Những cung đường ngoằn nghèo ven theo chân đồi cát lên cao rồi đổ ào xuống dốc liên tục làm cho các tay đua lẫn khán giả vỡ òa cảm xúc. Địa hình đây rất tốt để trải nghiệm cầu cào, tại vì có cát, có núi, có đá, nó hỗn hợp luôn, nó không phải là một địa hình duy nhất. Những cồn cát trải dài ven biển như được đánh thức bởi các cuộc đua xe địa hình trên cát. Những sự kiện quảng bá du lịch ngày càng tạo được tiếng vang, để rồi vùng tiểu sa mạc Phước Dinh kêu xa, bừng tỉnh. Du khách đổ về đây được đắm mình trong vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của cát. Những đồi cát tưởng như trơ trọi, không sức sống, nhưng khi được đưa vào khai thác du lịch, đã kể nên những câu chuyện rất riêng. Cát không chỉ là cát, vì nó khơi gợi nhiều cảm xúc đặc biệt. Ở khu du lịch này, du khách chẳng thể nhận ra đâu là ranh giới giữa khu du lịch với cảnh quan xung quanh, bởi mọi thứ đều tự nhiên như vẻ vốn có của cát. Chỉ có những mảng cây xanh xen kẽ với cát trắng, chỉ có nắng gió xen lẫn sự háo hức khám phá của con người. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để có được những ký ức không thể quên trong một hành trình đáng nhớ. Cảnh sắc thiên nhiên ở Phước Dinh rất hoang sơ, hùng vĩ, nhưng mang nét đẹp kiêu sa riêng có. Những đàn cừu, xương rồng, bước chân người trên cát nóng bỏng như những vũ điệu cuốn hút du khách tìm về, để tâm hồn hòa vào thiên nhiên. Tôi thấy thiên nhiên ở đây quá đẹp, hoang sơ, rất trong lành. Kỳ lạ là đồi cát trải dài ra tận bờ biển rất là mát mẻ. Thời tiết rất là dễ chịu, không quá lạnh như Hàn Quốc. Đây là điều lý thú và chắc chắn tôi sẽ quay trở lại đây. Gió và cát khắc nghiệt, nhưng cũng chính là hơi thở, là cuộc sống của những cư dân sống nơi chông cát. Anh Nguyễn Văn Hợp, ngư dân sống dưới đồi cát nói rằng, gió cát khắc nghiệt nhưng đem lại cho ngư dân nhiều lộc biển. Và từ khi du khách đổ về đồi cát ngày càng đông, thì cuộc sống của người dân ở đây no đủ hơn. Anh vẫn làm nghề đánh lưới và mở quán phục vụ du khách trên đồi cát. Cuộc sống cứ thế khấm khá dần lên. Ở đó mà chưa có đường đồ thì là phải gánh bộ về làng.
đánh bộ về khoảng 1 tiếng 45 phút bộ trên cát. Rồi sau này là có đường rồi bắt đầu là ra xi rồi mình chạy rồi mình chở. Thì nó nói chung là nó đỡ hơn cái khúc mà hồi đó mình gánh hơn, bén vén rồi mình kiếm thêm. Chung nó phụ quả cho thêm thì nói chung sống bữa nay nó cũng nó hơi thoáng hơn xíu. Hoàng hôn dần buông xuống, bóng những cô gái Chăm đổ dài trên đồi cát mênh mông. Màu xanh của những cánh đồng mang tây đã lấn dần đi màu cát trắng. Những căn nhà mới nối tiếp nhau. Những gam màu tươi sáng, rực rỡ càng làm cho bức tranh trên cát thêm huyền ảo. Miền Sa Thảo với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, mang nét đẹp kiêu sa riêng có và những con người đôn hậu, cần mẫn đã làm hồi sinh những đồi cát. Ngày càng có nhiều du khách về miền Sa Thảo của Ninh Thuận, hòa mình vào thiên nhiên, chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống ẩn sâu trong vẻ bề ngoài thô mộc của cát.